Kênh Hoa Lan TV hôm nay lại có mặt ở Ngọc Lan Viên của anh Trần Tuấn. Số điện thoại này 0948289555, số điện thoại của anh Trần Tuấn. Hôm nay giới thiệu với các bạn một cái mấy cái giò si diệp tùa chùa. Các bạn thấy là cái phần thân thân tơ mùa này đang lên rất là khỏe, nó khoảng độ 40cm rồi, có cái thì hơn. Còn các cái thân hoa thì đang chuẩn bị bung. Cái thân này nó rất là khá đặc biệt vì là cái đốt nó ngắn và các mặt hoa khá là sai, sai hoa. Bông của cái phi điệp của chùa này thì nó không lớn lắm, bông khá nhỏ nhưng mà nó dày. Có mấy căn cả? Nó mới xây thô, mới xây xong nó cũng còn rất nhiều nụ. Đây nữa. Đây là một cái giò khác nữa. Cái mặt hoa nó không xòe. Tất nhiên là lúc này là quay vào buổi chiều thì nó cũng đang gọi là co lại. Cánh nó cụp lại. Thông thường thì vào buổi sáng thì cánh hoa nó sẽ nở căng, còn buổi chiều thì cánh nó sẽ cụp lại một chút, trừ một số loại là giữ nguyên, như là phi điệp cửu long thì nó giữ nguyên cánh. Đây là phi hai cái đầu, hai cái căn của hai đầu thì là của hai ông tướng ạ. Đây là một cái thân mà đã hoa đã nở rất nhiều, trong đó các bạn có thể thấy này, đây nó có một cái bông rất là dị. Thực ra cái này nó là dạng dị thật thôi, tức là một cái bông mà chỉ có hai cái cánh nhỏ xíu, không có lưỡi, không có phần nhụy ở trong, cái xíu này. Cái này có 2, 4, 6 8 cái mầm rất là khỏe. Nó bắt đầu một tùa chùa. Hai cái rồi. Cái giống này giờ tôi cũng không hiểu là tùa chùa Biên thì nó còn hay không. Thì có rất nhiều giống thì ngay tại vùng bản địa nó đã không còn nữa rồi, nó tuyệt chủng hết. Kỳ mà khá là khỏe. Và bây giờ nếu mà chúng ta lấy cái dây buộc lại, thắt lại thì các cái rễ này nó sẽ quấn với nhau tạo thành một cái giá thể mới bằng chính cái rễ của nó. Đây là một cái kiểu chơi mới mà cũng nhiều người thích, và tôi cũng có một số giò tôi cũng buộc vào nhau. Không đặc biệt lắm, đại khái là cũng sạch nhất cả thôi, không phải là quá đẹp. Tuy nhiên là cái hoa này có vẻ như là sớm ra hoa sớm, và tất nhiên giờ cũng không phải là sớm quá vì đã có nhiều loại, nhiều phi điệp đã tàn ra hoa và tàn rồi, nhưng nó cũng thuộc vào cái nhóm sớm. Đây, hoa rất sai, chi chít hoa. Tôi cũng không hiểu tại sao người Việt Nam mình lại yêu thích cái phi điệp đến thế. Do cái sự quá yêu chuộng phi điệp cho nên là trên thị trường bây giờ giá của phi điệp nó lên rất cao, hàng triệu đồng 1 kg, thậm chí là có nhiều loại giá hàng mà hàng đột biến thì hàng mấy trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng một cái thân phi điệp đột biến.
thật sự là nó là một sự điên rồ. Ở nước ngoài người ta cũng không bao giờ chơi đến mức như thế. Người ta cũng như cây người ta chỉ mua đến một vài ngàn đô đã rất khủng khiếp rồi. Nhưng mà Việt Nam là có những cây phi điệp đột biến mà lên tới hàng mấy trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng. Quả thật là khủng khiếp. Liên miên từ sáng đến sáng đến 3-4 tháng. 4 ngày trời, cuộc luôn. Ê bị hỏng. Đây là một cái thân nó bị gãy rời ra ngoài. Hoa cũng rất sai. Cục gãy. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn duy trì được niềm đam mê của mình trong cái điều kiện mà phù hợp với mỗi người. Một giò hoa đẹp không nhất thiết phải là cái giò hoa quá đắt tiền. Tất nhiên nếu các bạn có nhiều tiền thì các bạn cứ chơi thoải mái, nhưng mà những người mà không có nhiều tiền thì cũng không nên nản và lòng. Hãy tìm những giò lan phù hợp để chơi. Cảm ơn các bạn.